Đương nhiên là phải có người tặng thì mới vui chứ. Đừng tặng hoa mà không vui thì sao được. Đi ra, đi ra cho người ta đi vô coi. Trời đất ơi, từng 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 con, bữa nay mẹ con sao vậy? Cái khuôn mặt này, cái điệu bộ này, bà nhớ y như in là ngày xưa mẹ con mới yêu ba là như vậy đó. Ma thật là thiếu tế nhị. Mẹ thì đang yêu thật mà. Yêu gì? Cưới nhau lâu rồi mà yêu. Không biết giả vờ. Yêu? Mà yêu ai? Yêu nào? Mà lạ cái. Làm sao nó biết bà thích cái hoa màu vàng mà nó tặng cái hoa màu vàng ta? Thằng nào? Sao cái thằng này nó biết vợ mình thích hoa hồng vàng mà nó tặng cho vợ mình? Hoa Mộc Lan ơi, em hãy nhận lấy tình yêu của anh đi. Hãy nhận lấy đi. Không, em không nhận đâu. Chồng em mà biết được, chồng em sẽ giết em chết. Không sao đâu, anh chấp nhận hết tất cả. Chồng em có giết anh cũng chấp nhận mà. Làm sao em có thể tin được những người đàn ông? Họ chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Chót lưỡi em hãy nhận đi. Hoa hồng vàng. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Là ơi, nếu em không tin thì anh sẽ móc trái tim của anh tặng cho em đi. Đó. Trời ơi, tim sống thế này ư? Chết rồi. Tú ơi. Phá mà. Ác đồng. Mẹ thì lấy dao đâm, còn con thì đá một cái bạc. Vậy. Nó nói được. Vậy. Ủa? Bà. Ngồi nói chuyện với ba một chút được không? Ủa? Sao tự nhiên hôm nay ba qua phòng con vậy? Hiểu. Bạn tri kỷ mình hiểu nhau lắm. Mới cãi lộn với mẹ phải không? Mẹ con có new boyfriend rồi. Đúng mà. Mẹ con tuy có lớn tuổi chút xíu nhưng mà vẫn còn xinh đẹp, vẫn còn mặn mà. Bởi vậy á, biết bao nhiêu người đàn ông theo là chuyện đương nhiên. Mẹ con đào hoa giống như con vậy đó. Ác độc. Ác độc quá mà. Bà nỡ lòng nào bà lấy dao bà đâm vào tim bà. Còn con trai của bà ấy thì lấy muối xác vào cái vết thương. Bà, nãy giờ con nói giỡn mà. Bà cũng biết đó. Thiệt sự là mẹ nổi tiếng nhất cái xóm từ xưa tới giờ. Là một người phụ nữ chung thủy, rất yêu thương chồng con. Mẹ con đàng hoàng lắm, chứ không có lẳng lơ như con đâu. Đúng rồi. Ba buồn quá. Hôm nay nè, mẹ con nhận được bó hoa của một người đàn ông lạ mặt. Khi mà nhận hoa rồi đó, cái mặt bà tươi như mùa xuân vậy đó. Mà ngặt con cái là cái người đàn ông nó biết được sở thích mẹ con là thích hoa hồng vàng ấy chứ. Bà nhận hoa xong rồi, bà túng tắng giống như là gái đôi mươi vậy. Cái mặt bà hớn ha, hỏi giống như là lúc mà bà mới vừa yêu ba vậy đó. Xong rồi khi bà te, bà say giống như điệu ba ngày xưa. Thôi bà, đàn ông mà, đổ máu chứ không có đổ lệ. Nuốt vô trong đi. Hỏi thiệt nha, hồi đó khi hai người nhảy cái điệu ba anh gì đó với nhau á, hai người có te không? Có. Nhưng mà bây giờ bà có te, bà đỡ không có nổi đâu. Đó, bởi vậy, đó là lý do đó. Ba với mẹ khác xưa rồi. Hồi xưa, ba lúc nào cũng quà cáp, cũng hoa, rồi cùng nhảy với nhau. Bây giờ ba nhìn lại ba đi. Bây giờ kể cả một cành hoa ba còn không tặng cho mẹ thì nói sao mẹ thương. Con à, bây giờ già rồi, tặng hoa với quà gì nữa. Tiền đó ba để dành mua đồ ăn cho tụi con ăn không sướng miệng sao?
thì nói tóm lại á, ba có nguy cơ mất mẹ. Ác độc quá. Mẹ thì lấy dao đâm vào tim, còn con thì sát muối. Ác độc quá. Ác độc quá mà. Hỏi thế gian tình là gì? Gần 40 tuổi rồi mới biết thất tình là như thế nào. Nhưng là trời á, là trời. Ông buồn cái ông quên luôn tuổi của ông à. Ông 50 rồi chứ ông tưởng 40 hoài. Mà nếu cái chuyện đó mà có thật, không lẽ ông bà ta nói đúng, rau nào thì sâu nấy.